Ba-way, active. Trap now. Mid, bình thường. Bass now. Đó, active. Có công suất sẵn. Cái này là HD1531 do EAW design. Đây, thùng bọc nó đây. À, có móc treo. Đây, bao công suất đây. HD1531 Low Mid 2. Đầy đủ. Chỉ còn 3 cái. 3 cái nha các bạn. HD1531 Nip Mid này là coi như là báo phát luôn. Tiếng ca là báo phát. Thắng ngựa ra tiếng thắng. À, tuyệt vời luôn. Loa dưới là 15 inch 4 tấc. Này mid này là 6,5 inch. Và trap. Trap now, bass now. À, đó, nó là như vậy luôn. Giá 40 triệu một cặp. 50 triệu 3 cái. Mua cái 30 triệu. Ủa nghe rất ngọ ngọ ha. Mua cái 30 triệu. Mua 2 cái 40 triệu. Mua 3 cái 50 triệu. Hãy gặp Phục duyên dáng, thắng dễ thương để chuyển tiền nha các bạn nha. Loa zin hết toàn bộ nha, không có quấn lại. À, loa zin hết toàn bộ. Đó, thùng bọc nó như đó. Đó, đó. Mặc dù nó trưng bày nhưng mà nó vẫn rất là đẹp trai. Đẹp trai như thắng vậy. À, nhưng mà nó không phải mới tinh nha các bạn. À, à. Ok ha. Rồi, ai muốn hốt nhanh chóng lấy cái lưới ập vô cho thấy đẹp trai coi. À, ok ha. Lưới đàng hoàng có đầy đủ nha. À, chứ không phải là nó bán vậy đâu nha. Ok, bye bye.